Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ News cập nhật một số những tin tức quan trọng về vụ việc của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thì có rất là nhiều những thông tin mới mỗi ngày quý vị. Hôm nay có một thông tin rất là mới về những cái vị luật sư để bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan trước cái phiên tòa sắp tới về cái vụ việc mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó, bằng cách là lập ra những cái trái phiếu để cho lừa những cái người cổ đông, những người mà coi như là đầu tư vào những trái phiếu đó. Thì thưa quý vị, ở trên một vài tờ báo giống như là báo Dân Trí, báo Thanh Niên, báo Người Lao Động, báo Pháp Luật vân vân, có nhiều báo vừa mới đăng tin lên là có hai cái người luật sư bào chữa cho chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan. Thì cơ quan cảnh sát điều tra đó thuộc là Bộ Công an quý vị, Bộ Công an ha, đã cấp cái giấy phép để mà những cái người luật sư giống như là luật sư Phan Trung Hoài nè, hoặc là luật sư Phan Minh Hoàng vân vân, bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Thì trước khi mà hai cái vị luật sư này đó được cấp giấy tham gia bào chữa đó, thì vào ngày 7 tây tháng 10 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định là khởi tố và bắt tạm giam bốn cái bị can. Thì trong đó có bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Rồi bà Trương Hải Vân 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 là cháu ha. Bà Trương Hải Vân là 34 tuổi, là tổng giám đốc của rất là nhiều những công ty, mà có tới là 35 công ty lớn nhỏ quý vị, là bà Trương Hải Vân. Đó là vợ, tức là phu nhân của ca nhạc sĩ Thanh Bùi đó. Rồi một người thứ ba nữa là bà Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó. Thì cái bà này đã có nhiều cái báo chí mà họ đưa lên là bà đã bị đột tử rồi. Ha, có luôn cả những bản cáo phó đã đăng lên trên mạng xã hội. Nhưng mà sau đó một khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau thôi là lập tức là gỡ xuống. Tất cả những tờ báo chính thống đều gỡ xuống hết. Bây giờ chúng ta chỉ còn thấy một vài tờ báo ở nước ngoài thôi, họ còn đăng tin những tên đó lên. Và cái chuyện đó là chuyện thật của quý vị, nhưng mà có những cái bí ẩn uẩn khúc bên trong đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được là tại sao có những cái vụ việc như vậy ha. Có nhiều cái thông tin trái chiều, có nhiều cái nguồn tin bí mật họ đưa ra, nhưng mà nếu báo chính thống, tại sao là chúng ta đặt một cái câu hỏi thật lớn là tại sao họ lại gỡ bài xuống, trong khi những cái cáo phó, những cái tấm ảnh chụp vân vân đã được đưa lên mạng xã hội rồi. Đó. Ngoài cái bị can là Nguyễn Phương Hồng ra, là người thứ ba, thì còn có một người thứ tư nữa là Hồ Bửu Phương. Hồ Bửu Phương thì năm nay là anh ta là coi như là 50 tuổi rồi quý vị, 50 tuổi rồi. Là nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Đó, cũng là nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của công ty Vạn Thịnh Phát luôn. Đó quý vị. Thì bên phía cơ quan điều tra đó đã xác định các bị cáo trên có những cái hành vi gian dối trong cái việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Mà nghe nói đâu rằng là công ty bên phía của An Đông đó là đã lỡ làm ra những cái trái phiếu mà lên tới là 25.000 tỷ, tức là hơn 1 tỷ đô la đó quý vị. Đó. Cái sai phạm này đó ha, đã xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Thì bà Trương Mỹ Lan đó là người sáng lập ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào năm 1991 ha. Đây là một trong những cái doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều khu đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó những cái dự án đó mà là biểu tượng của Vạn Thịnh Phát đó là tòa nhà Times Square với hai mặt tiền đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi. Thì các bạn nào ở Sài Gòn chắc chắn là sẽ biết cái tòa nhà Times Square nó lớn cỡ nào không ạ. Và trong cái giới kinh doanh á, thì cái bị biết là bà Trương Mỹ Lan này, bà được biết đến là một cái đại gia bí ẩn nhất của Việt Nam luôn, sở hữu những cái hầu hết các vị trí đất vàng trong vùng lõi trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cái động thái mua bán chuyển nhượng trong những cái năm qua thì có thể thấy là cái bộ sưu tập mà đất đai đất vàng trung tâm của bà này đó thì quá, nó là quá khủng. Ngoài cái vấn đề về của cái Times Square ra thì doanh nhân như là cái bà này, bà còn nắm trực tiếp hoặc là gián tiếp rất là nhiều cao ốc ha, ở những vị trí đắc địa nhất của khu trung tâm thành phố đó, theo dọc con phố đi bộ bằng đường Nguyễn Huệ đó quý vị, quá trời đất luôn.
Thì trong cái bài tin hôm nay đó thì Quốc phòng News đề cập tới hai cái vị luật sư bào chữa của Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát là ông Phan Trung Hoài và ông Phan Minh Hoàng. Thì thưa quý vị đã nghe Quốc Võ qua những cái clip ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay, thì có một cái bài viết rất là quan trọng. Những cái bài viết phân tích cái câu chuyện này thật sự rất là quan trọng quý vị. Nói về cái vấn đề và là cái bà mà bà Trương Mỹ Lan và cái vấn đề của ông Tết đó. Ông Tết là một ngoại kiều, ổng là người Hoa nha, ổng là người Hoa nhưng mà ổng sống tại Indonesia và ổng làm một trong những cái như là triệu phú, tỷ phú gì đó ở đó. Ổng rất là giàu có quý vị. Và coi như là ổng được mà tức là ổng được môi giới để gặp gỡ và quen biết bà Trương Mỹ Lan này qua một cái người đàn bà gọi là bà Linda. Đó, Linda Wu vậy đó quý vị. Thì thật sự là câu chuyện này á, đã được báo chí họ đã viết cách đây á, cũng là khá nhiều năm rồi về trước, tức là khoảng chừng mười mấy năm trước đó. Các bạn biết rằng là nói chút xíu thêm về cái gốc gác của bà Trương Mỹ Lan chút xíu. Bà sinh năm 1956, tức là hiện tại bây giờ bà 66 tuổi rồi ha. Bà cũng là người Việt gốc Hoa luôn. Đó, thì tên cái khai sinh là Trương Muội. À, tên khai sinh của bà là tên là Trương Muội. Có người chồng thứ hai là Eric, người Anh, sinh sống và kinh doanh bất động sản tại Hồng Kông. Đó. Thì người ta đồn rằng là ông này là tỷ phú Hồng Kông, nhưng mà thật sự là ông là người Anh chứ không phải là người Hồng Kông nha, mà ông sống tại Hồng Kông. Thì thưa quý vị, quý vị có biết rằng rằng á, là có một cái người mà để mà hiểu được chân tơ kẻ tóc của bà Trương Mỹ Lan này không ai khác hơn chính là bà Hai Liên. Bà Hai Liên là ai quý vị biết không? Bà Hai Liên bả là nguyên là bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đó, và một bà người một người nữa là bà Linda Tân Wu. Bà Linda Tân Wu này này á, là còn có một cái tên gọi khác là bà Hồ Ngọc Dung, tức là Việt Kiều ở Hồng Kông về Việt Nam để đầu tư ở Đồng Nai luôn đó. Tức là hai người đó là hai người mà biết rõ bà Trương Mỹ Lan là nhất luôn quý vị ha, thân thiện giúp đỡ và bị ăn cháo đá bát. Thậm chí bà Linda còn bị Trương Muội tống vô tù tới 9 tháng tù luôn quý vị. Đó. Và chính cái ông luật sư tên là Trần Đình Triển, ông Trần Đình Triển này ổng là một luật sư tại Hà Nội ha, ổng là luật sư tại Hà Nội quý vị, và ổng là đang làm là trưởng văn phòng luật luật sư của cái công ty luật tên là Vì Dân ha, Vì Dân đó quý vị. Thì ông Trần Đình Triển này á, là ổng rất là hay. Ổng chính là cái người mà cứu cái bà Linda Wu này ra khỏi trại giam. Vì cuối cùng là bên phía của viện kiểm sát đưa ra những cái lời đề nghị để tống giam, bắt giam cái bà Linda Wu này. Nhưng thật sự khi ra tòa xử đó thì bà Linda Wu này không có đủ cơ sở để kết tội bà này. Đó. Thì câu chuyện này là câu chuyện dài. Quốc Võ News sẽ từ từ sẽ cập nhật những thông tin mới 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 mỗi ngày cho quý vị biết được rằng là cái gốc gác của Trương Mỹ Lan, rồi những câu chuyện vừa về những năm nhiều năm về trước đó. Và hiện tại bây giờ báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ họ vẫn còn những cái bài viết vào những cái năm năm đó quý vị. Ha. Vào những cái năm ví dụ như là 2004 thì họ gặp nhau, họ đầu tư như thế nào? 2006, 2007 thì họ mới chuyển tiền ra sao? 6 triệu đô la từ tài khoản của ông Tết là cái người mà Hoa gốc, cái người người Indonesia mà gốc gốc Hoa đó, ông chuyển 6 triệu cho bà Trương Mỹ Lan này để làm về cái vấn đề những cái khu chợ tại An Đông. Nhưng mà cuối cùng thì cái bà này bả lại không làm, mà bả làm dùng cái số tiền 6 triệu đô đó vào những cái mục đích khác. Rồi sau này lại bán cái cho cái bà Linda này. Đó là bà nói bà chuyển tiền cho bà Linda để chuyển cho ông Tết rồi, nhưng mà bà Linda chưa chuyển. Bán cái cho bà này làm cho bà này bị bắt bắt giam ha, bắt coi như là tạm giam tới 9 tháng rồi luôn đó quý vị. Thì trong cái bài viết của ông Trần Đình Triển mà luật sư này đó, thì ông có một cái đoạn mà rất là hay luôn mà bây giờ Quốc Võ News sẽ đọc lại nguyên văn của cái bài viết
của ông này. Ha, đọc lại là nguyên văn bài viết của ông này để cho quý vị thấy nguyên văn của cái đoạn này thôi. Đó. Tức là vào đầu những cái thập niên là thập kỷ là 90 đó thì Trương Muội thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát. Đó, là năm 90 ha, là đầu thập niên 90. Chủ yếu kinh doanh du lịch, nhà hàng lợi nhuận thu được cũng chỉ đủ sống thôi. Sau đó đường đi nước bước như thế nào đó mà Trương Muội được một vị phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho mua khu nhà làm việc và đất vàng tại đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất của công ty dịch vụ và thương mại thuộc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đặt cọc và tiền tạm ứng là vay ngân hàng và huy động góp vốn của một số đối tác khác. Việc mua bán này thanh tra chính phủ kết luận là vi phạm pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không cho chuyển nhượng, cần xin ý kiến Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ. Không hiểu vì lý do gì mà khu nhà làm việc và khu đất vàng thuộc tài sản công ty này, thuộc tài sản công này đó, tức là tài sản công là của nhà nước đó, là vẫn rơi vào tay của Trương Muội quý vị. Và nhờ vậy càng ngày càng phát triển mạnh lên và trở thành một người tỷ phú bây giờ. Đó các bạn thấy không? Rõ ràng. Thì trong cái trường hợp này nó có nhiều cái ổn khúc lắm. Không, nó có rất là nhiều những ổn khúc. Mà từ từ rồi chúng ta sẽ nghiên cứu qua những cái bài viết của ông luật sư Trần Đình Triển, là một trong những luật sư mà phải nói là nhờ ông này, bà Linda là cái bà giới thiệu là môi giới để cho hai người quen nhau, tức là ông Ted Inoza và bà Trương Mỹ Lan quen nhau đó, để chuyển số tiền 6 triệu đô la cho bà Trương Mỹ Lan đó. Thì nhờ ông Trần Đình Triển này, ổng là luật sư, ổng mới là bào chữa làm sao mà ổng đã cứu được bà Linda ra khỏi trại giam quý vị. Rất là hay luôn. Đây là một câu chuyện kỳ án rất tuyệt vời luôn. Và ngày hôm qua giống như là đã có những nguồn tin cho rằng là cái giống như là cái tủ cấp đông đó, cái tủ cấp đông giống như là cái tủ mà tủ lạnh freezer đó bị cháy quý vị, bị cháy trên tầng 10 của một cái tòa nhà của Vạn Thịnh Phát. Đó. Nhiều cái ý kiến cho rằng đây là một cái vụ phải nói rằng là rất là bí ẩn. Tại sao tủ cấp đông mà lại cháy được? Nói là do chập điện bị cháy, mà tủ cấp đông có bao giờ mà chập điện bị cháy không quý vị? Rất là khó hiểu phải không ạ? Cho nên là nhiều cái comment lên nói rằng là chắc là họ có thể là tạo một cái vụ cháy nhỏ như vậy để là đốt giấy tờ tài liệu mặc gì đó vân vân. Thì cái này mình chưa kiểm chứng cho nên mình chưa có dám là khẳng định là điều đó đúng hay sai nha quý vị nha. Đó, thì cái câu chuyện này còn là một cái bí ẩn rất là dài luôn. Cho nên là chúng ta từ từ tìm hiểu và sẽ rõ ngọn ngành ha. Đó, cho nên hôm nay là chúng ta thấy rõ ràng là có những cái luật sư họ đã vào cuộc để họ nhận bào chữa cho bà Trương Thị Mỹ Lan rồi. Đó là ông luật sư Phan Trung Hoài và ông luật sư là Phan Minh Hoàng. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng clip đây và xin cập nhật thông tin mới nhất cho quý vị trong những thời gian sắp tới ha. Mỗi ngày quý vị hãy đăng ký kênh của Quốc Võ, subscribe và like, cũng như chia sẻ clip này cho mọi người cùng xem. Chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. I love you.